Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Mình giới thiệu cho các bạn một con xe đạp nhập từ Nhật, xe dành cho người già, người lớn tuổi, người khuyết tật. Xe này đặc biệt, nó có 3 bánh nha, 3 bánh và 2 bánh trước, 1 bánh sau. Đó, xe này là chỉ có Nhật, chỉ có xe đạp Nhật mới có, xe đạp Việt Nam không có. Và Việt Nam mình muốn độ một con giống như vậy cực kỳ phức tạp, giờ người ta không có làm các bạn. Việt Nam độ 2 bánh sau thôi, giống như kéo cái cổ vậy, còn 2 bánh trước là không bao giờ độ được các bạn. Và những chi tiết của nó cầu kỳ và phức tạp. Đây mình sẽ quay chi tiết con nó cho các bạn xem nha. Rồi, một con xe đạp hiệu đây Mima Nhật các bạn. Xe đạp Nhật nha. Đấy, rất là đặc biệt nha, 2 bánh trước, 1 bánh sau. Rồi, và đặc biệt cái dòng xe này đạp rất là nhẹ nha các bạn. Lưu ý là dòng xe này dành cho người già, người khuyết tật, cho nên không thể nào đạp nặng được mà phải đạp rất nhẹ. Bởi vì cái bánh của nó nhỏ cho nên đạp rất là nhẹ. Các bạn thấy những cái chiếc xe của em bé, cái bánh nó rất là nhỏ, mấy bạn nhỏ đạp mới nổi, chứ bánh mà to thì sao đạp nổi các bạn. Bánh này là bánh đâu rồi, mình coi cái size bánh nha. Này size bánh 16. Size bánh 16 các bạn. Size bánh 16 nha. Size bánh trước 16. Bánh sau chắc 18 hay 20 gì á. Bánh sau. Thông thường các bạn coi size bánh các bạn sẽ coi những cái lốp nha. Đây, 20. 20 các bạn. Đó, 20. Và thông thường những cái chiếc xe đạp mà người lớn á, là bánh của nó là 26, 27, 28 rồi, còn lại là 14. Bánh sau 16, đó. Đây, các bạn thấy cái hệ thống dẫn động phía trước nè. Khi mà chúng ta lái, đó, các bạn thấy nó sẽ hai cái cây nó đưa hai dàn hai bên. Nhìn giống như xe hơi các bạn, y chang như xe hơi luôn nha. Đó, nó là độc lập, nó giống như là hai, nó cắt từ hai chiếc xe ra y chang như cắt hai chiếc xe qua. Các bạn nhìn phía sau các bạn sẽ thấy là hai cái bánh không còn độc lập này. Đó, các bạn thấy không, chạy nghiêng lại nhìn rất là thú vị nha các bạn. Một con xe đạp dành cho các bạn mua tặng cho ba mẹ đi chợ, còn tem Nhật dán vô đây này các bạn. À, có cái cò ở đây nhìn rất là dễ thương nha. Cái yên này có thể nâng cao thấp được các bạn. Người già thì thông thường là không giống như trẻ tuổi mình mà bước cái chân lên các bạn, chỉ là đút cái đít vô thôi, cho nên hạ thấp xuống được các bạn. Đó, xe này đằng trước làm cái rổ này, có cái rổ này. Đó, cái phần này mình có thể tháo bỏ ra được luôn, cái rổ có thể tháo bỏ cái rổ ra được luôn nha anh em, để cho nó gọn. À, thích thì tháo, ví dụ như nếu mà còn sức thì mình để đi chợ rồi bỏ đồ, còn nếu mà để đi không thôi không làm gì hết thì có thể tháo ra cũng được các bạn. Nói chung là thích thì để, không thích thì tháo, có nghĩa là nó có ốc mình tháo rời được nha, mình tháo rời được. Đấy, đây là xe đạp nhập từ Nhật, không phải là xe Việt Nam. Dòng xe này rất là hiếm nha các bạn, riêng hai bánh trước rất là hiếm. Xe đạp ba bánh thì nó sẽ có hai dòng là bánh trước và bánh sau, hai bánh trước và hai bánh sau các bạn. Đó, thẳng nha. À, riêng con này thì hai bánh trước hơi hiếm nha các bạn, hơi hiếm nha. Các bạn thấy cái bàn đạp nó làm xéo theo cái chiều đạp này, thấy đạp chưa. Đó, đây mình sẽ lên mình đi thử một vòng cho các bạn nha. Rất là nhẹ nha các bạn. Đó, là khi mình lái nó rất là mịn màng nha. Đó, thắng thì một tháng sau bẻ cua đi rất là nhẹ nhàng. Xe này á, có nhiều người mua dòng xe này về để chở con đi chơi các bạn, không phải là về cho ba mẹ đi mà chở con đi chơi, bỏ con vô ngồi cái rổ chở đi vòng vòng chơi cho vui vậy đó. Đó, một con xe rất là đẹp. Mua tặng cho ba mẹ nha. Hệ thống đĩa của nó nè các bạn, một cái thắng bên đây, nó xuống hai cái đĩa thắng này với thắng bên kia. Đó,
các bạn thấy nó đi hai tháng cùng lúc, và bên đây là cái tháng sau, hiệu Mimosa các bạn. Xe còn đẹp nha, xe còn đẹp nha các bạn, có cái bà ga phía sau luôn. Mình nghĩ là bà ga phía sau mà anh em nào có con là mua gì chở con đi chơi rồi, chứ ba mẹ già rồi mà sức đâu nữa mà chở. Mà nếu còn sức thì ông chở cháu đi chơi, đằng sau một đứa, đằng trước một đứa, cũng rất là thú vị phải không các bạn. Đó, cuộc sống luôn luôn phải có những cái thú vị. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua xe tặng cho ông bà, cha mẹ, anh chị, cô bác gì đó, hoặc là bé nhà chúng ta bị khuyết tật mà đi xe đạp hai bánh không được, thì con xe này giúp cho bé đi học tới trường bằng xe ba bánh vẫn đi được bình thường. Rồi, một con duy nhất xe Nhật nha, một con xe Nhật. Rồi, các bạn có nhu cầu mua, các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha, gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xe có sẵn ở Sài Gòn nha, những anh em nào ở khu vực tỉnh thì có thể chuyển tiền, rồi bên mình sẽ ship bằng bưu điện cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Xe Cấp nha.